81 báo cá các cụ nhá. Ui giời, phê thế kia. Em thấy thế nào? Quá đẹp luôn. Bò thế nó mới sướng. Chào các cụ con đầu tiên nhé. Chào ba cụ nhé. Đúng rồi, dưới nước là 4 nó vào. Ui giời, con này to mà. Con này 6. Con này phải 6 trên 6. Trướng ấy, uống nước không? Trên 6 cân. Con này to đấy. Hai cú. À thế à? Ủa con này vàng hết cả mồm mà vẫn ăn. May thì được 6 trăm. Mẹ đóng ngoài mép. Mày. Ngoài mép à, bố này chơi kiểu này không được rồi. Con này không tính rồi. Lôi cần mà. Con này 6 lít đấy. Đưa cân. Đóng cẩn thận đấy. Chắc chắn quá. Được 6. Khả năng nếu được thì được, không được thì 4. Cái này chặt cũ đây. 6 chắc không? Không. Mới à? Má vàng ương mà chặt cũ. Má vàng ương cá cũ mà. 6 lít. Thì may mắn được 6 lít không thì không được. Không được rồi. Mấy? Từ từ nó bị nhảy cân nha. Từ từ. Nhảy cân. Em đừng để móc cái đấy, móc là nó không có báo cân. Để nó ở ngoài xong nó lên 410 thì bắt đầu mình móc rồi. Đây đây xem. Đấy. Chơi vào ăn trộm ra em chạy. Thế. Đưa đây cân. Thôi thôi thật sản luôn đi không rồi. Con này thì chắc được 6 lít rồi. Người dày. Người dày. Nào. Đây bây giờ này. Cần cân không được ở ngoài. Ui. Thôi được rồi, 6 lít. Thôi anh cứ ngắm giờ 12 giờ đi, được. Rồi, 14:32. Hai cân quá thì gì nữa, nhìn 12 cân nhỉ. Cá nó dày. Sao nó chắc nhỉ? Đéo thì nó nặng thế, cái cân đéo nhỉ. Ừ, chắc cân đấy. Và lấy cân khác. Vẫn chờ mà vẫn chưa đâu chờ. Hay thôi em ăn. Chào 12 cụ nhỉ. Hả? Rách cho... Con cứ chỉ với chỗ á. Con đéo biết con rách gì mà đòi đổ heo. Biết rách gì lỗi không? Báo báo. Đúng thì... rồi, rách rồi, quan trọng phải dẫn. Báo báo không? Quảng cáo kiểu này nó đi xăng rồi ít đổ dưới hồ nó ăn thì làm sao? Ok. Chào 15 cụ nhé. Con đầu tiên của buổi sáng. Chỗ vẫn còn đầy các cụ ạ. Ta mốt báo cá nhé. Ôi, con này 2 triệu. Ây da. Sao thế? To như này mà ai già ấy rồi cái gì? Kẹt thế nhỉ? Chứ cái loại bụng này mà bập bênh thì chú rồi. Con này được 4 lít. Cân nhanh 4 lít. Cân nhanh 4 lít, còn nhân vật là 6 lít. Nói anh ra bên này đi là đúng
Chào ba cụ đi, con thứ hai, con thứ sáu đi. Anh cứ gần gần ra, đừng lúc bấy. Bốn gì? 6 lít không hết. Ơi anh ghi rồi. Không thế làm sao có cá. Ui 14 cân. Em đoán chuẩn không? 14 châu anh. 14. Không được. Cân tư hả? Người đẹp. Con thứ hai của buổi sáng nào. Đêm đêm cầm nha. Hay làm bàn nhé. Ok, chào chín cụ nhé, con thứ hai, 6 lít. Tám mốt báo cá các cụ nhé. Cứ bắt đi bong 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 vài con là quen mà. Úi giời. Mình nhắm môi cho nó chứ. Chào ba cụ, con này con thứ ba. Củ 2 à, dễ củ 2 đấy. Được. Ừ, của anh béo luôn. Nóng nhỉ, nóng hẹp nhau. Nhưng được, của anh được củ 2. Con này thấy to hơn con kia. Anh cầm con này to lên nhỉ. Vâng. Đấy, nhìn nó mà hào. Con này 19 cân. Để vợ ở nhà khác ngay. Mày ra được củ 2 à? Không được 14 mấy 14. Thế thì như con kia. Như con kia đéo. Cảm ơn đó. Mượt mượt nhỉ. Không có một tí gì là của thằng con này chắc đã biết thôi. Chừng một cân. Cân mấy quả rồi. Chưa ăn thua. Bây giờ mới sáng là ba con tơ gì em. Không cần. Một ngón đâu, cho anh một ngón. Hồ nhà mình thì sáng ăn rất sáng chậm. Đa số nó ăn về trưa với chiều tối mùa này. Chỗ này vẫn còn nhiều các cụ nhá, còn là mười mấy chỗ. Sao 13 cụ nhỉ. Tám mốt báo cá đấy, các cụ nhỉ. Ôi nhẫn này bỏ à? Đúng. Hả? Anh cứ trêu em mà sao? Sao ba cụ nhỉ? Thế nào?
Thả đi. Ăn mang về ăn à? Ừ. Sao ba cụ nhỉ? 81 báo cá các cụ nhỉ? Cá đâu? Tuyên ơi! Tuyên, Tuyên! Xem có phải cân không? Vàng vàng báo nước à? Chào hai cụ, con thứ tư.